Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nghe từ địa danh này, mọi người có thấy quen không ạ? Đây là một địa danh mà đã gắn liền với Bao Thanh Thiên, một vị quan nổi tiếng qua bộ phim cùng tên. Trong đó ấn tượng nhất phải kể tới bản truyền hình năm 1993. Và chắc là rất nhiều người trong chúng ta từng xem bộ phim này rồi. Khai Phong là điểm đến thu hút rất nhiều du khách khi ghé thăm Hà Nam. Một phần bởi nơi đây gắn liền với tên tuổi Bao Thanh Thiên. Tên thật của ông là Bao Trừng. Ông làm quan thời Bắc Tống, hay còn được biết đến với cái tên gọi Bao Hắc Tử, Bao Cầu. Hôm nay là một vụ án cũng diễn ra ở Khai Phong, ngay trước mắt nhiều người, ở trong một khu chợ đông đúc. Mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án để tạo thêm động lực cho nhóm chúng mình nhé. Hôm nay chúng ta lại làm một chuyến du hành thời gian về năm 90 của thế kỷ trước nha các bạn. Một vụ án đã xảy ra hơn 33 năm trước ở Trung Quốc. Nơi xảy ra vụ án là trong một khu chợ, cách chùa Đại Tương Quốc chưa tới 100 mét. Ngôi chùa này đã có lịch sử hơn 1.400 năm. Và là một khu di tích trọng điểm quốc gia. Ngày nay thì khu chợ này đã xuống cấp, bỏ trống từ lâu và đang chờ phá dỡ. Xung quanh đã được dựng hàng rào bảo vệ tránh người dân đi vào phía trong. Tuy đã hơn 30 năm trôi qua, nhưng nhiều người cao tuổi sống gần khu vực đó vẫn còn nhớ như in vụ án mạng xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 4 năm 1990. Đó là một ngày hè nóng rực trong khu chợ đông đúc ngay trung tâm thành phố Khai Phong. Khoảng 2 giờ chiều, một người thanh niên đi ngang qua khu vực bán giày dép. Anh ta dừng lại trò chuyện với chủ quầy hàng là Lưu Hải Diên. Vài phút sau, không biết lời qua tiếng lại như thế nào, mà hai người bắt đầu đánh nhau. Lúc này ông chủ Lưu chạy ngược vào trong quầy hàng, lấy chiếc rìu ra để tấn công người thanh niên và bổ một nhát trúng vai anh ta. Thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, anh rể của Lưu Hải Diên lúc đó là Vương Đức Thuận đang phụ việc trong cửa hàng. Ben vội vàng chạy ra muốn can ngăn hai người đàn ông này. Nhưng lúc này thì người thanh niên kia càng trở nên kích động. Có lẽ do anh ta nghĩ rằng đối phương ỷ đồng hiếp yếu, muốn chơi hai đánh một, nên lập tức rút trong túi ra một con dao gấp, đâm liên tiếp mấy nhát vào bụng và ngực Lưu Hải Diên, khiến người này gục tại chỗ. Sau đó tiếp tục dùng dao tấn công Vương Đức Thuận. Sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người chứng kiến đều bàng hoàng, kinh hãi. Nhưng vì hung thủ khi đó rất hung hăng và tay cầm dao nên không ai dám lại gần. Sau khi gây án, hắn lao về phía cổng chợ, biến mất trong đám đông hỗn loạn. Ở hiện trường, Lưu Hải Diên nằm gục trên vũng máu và anh rể của anh ta thì ghi chặt vết thương ở bụng. Cố chạy tới đồn cảnh sát Khai Phong cách đó vài chục mét để kêu cứu. Khi cảnh sát đưa Vương Đức Thuận quay lại khu chợ, người em vợ của anh ta là Lưu Hải Diên đã được đưa lên cáng, chuyển lên xe cấp cứu. Vương Đức Thuận cũng được sơ cứu, đưa lên xe đi cùng. Lúc này Vương Đức Thuận vẫn tỉnh táo và kể lại sự việc cho bác sĩ nghe. Khi tới cổng bệnh viện thì Vương Đức Thuận bất tỉnh do mất máu quá nhiều. Cảnh sát Khai Phong đã phong tỏa khu chợ để tìm kiếm thêm dấu vết. Nhưng nam thanh niên dùng dao làm bị thương hai người đã biến mất. Ở dưới nền bê tông, chỉ còn những vết máu và vết chân dính máu của hung thủ chạy về hướng cổng chợ. Cảnh sát phỏng vấn những nhân chứng ở hiện trường và được họ cho biết người thanh niên vừa bỏ trốn cũng là một người quen trong khu chợ này. Anh ta tên là Dương Hưng, 28 tuổi, quầy hàng bán len của Dương Hưng chỉ cách đây vài chục mét. Vợ nạn nhân Lưu Hải Diên cho biết chồng cô và Dương Hưng trước đây vốn là bạn bè, có mối quan hệ tốt đẹp và từng làm ăn chung. Nhưng khoảng gần nửa năm trước, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên đã tách ra làm ăn riêng. Và cũng kể từ đó, họ chuyển từ chế độ bạn thân sang thân ai nấy lo. Tới hôm nay thì xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy. Sau vài tiếng cấp cứu tại bệnh viện, Lưu Hải Diên đã không qua khỏi. Báo cáo khám nghiệm pháp y cho thấy anh ta bị đâm 3 nhát vào ngực, 1 nhát vào lưng. Trong 3 nhát vào ngực có 1 nhát đâm xuyên và gây thủng đáy tim, dẫn tới xuất huyết ồ ạt. Đây là vết thương chí mạng khiến nạn nhân tử vong. Vương Đức Thuận
người anh rể của nạn nhân cũng bị 3 vết thương, trong đó có 2 vết đâm ở vùng bụng. Nhưng may mắn là cả 2 nhát dao này đâm trúng vào xương sườn số 6 và số 7 bên trái, nên lưỡi dao đã bị cản lại, không xuyên vào ổ bụng. Ngoài 2 nhát dao trượt qua ở vùng bụng, thì nạn nhân bị thêm vết dao đâm trúng mông. Giám định của bệnh viện cho thấy cả 3 vết thương của Vương Đức Thuận không nghiêm trọng, không ảnh hưởng nội tạng, chỉ là thương tích bên ngoài và gây mất máu nhiều. Sau khi được điều trị vài ngày là có thể xuất viện. Vương Đức Thuận thì chỉ bị thương nhẹ, nhưng việc nạn nhân Lưu Hải Diên tử vong đã khiến vụ án ban đầu là cố ý gây thương tích trở thành án giết người. Hoàn cảnh gia đình Lưu Hải Diên cũng rất khó khăn. Anh ta là con trai út trong nhà, có 2 chị gái. Năm đó Hải Diên 32 tuổi, vừa kết hôn được hơn 1 năm, con gái thì mới chỉ vài tháng tuổi. Anh ta là người gánh vác kinh tế trong gia đình, ngoài con nhỏ còn phải phụng dưỡng bố mẹ già. Việc Lưu Hải Diên mất mạng không chỉ khiến cả gia đình nhà họ Lưu vô cùng đau buồn, mà khó khăn kinh tế cũng đổ lên vai họ khi mất người trụ cột. Về phần hung thủ Dương Hưng, tuy là xác định được tên tuổi, địa chỉ, nhưng hiện hắn đã cao chạy xa bay. Hiện trường vụ án tuy nằm ngay ở khu vực trung tâm thành phố, dân cư buôn bán sầm uất rất đông đúc, nhưng vào năm 1990, toàn bộ khu vực này không có camera, nên cảnh sát không thể theo vết của Dương Hưng. Chỉ biết sau khi gây án, Dương Hưng chạy về phía cổng trước của khu chợ, rồi sau đó biến mất. Dương Hưng sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em, là người con thứ 5. Cha mẹ và các anh chị em của Dương Hưng đều sống ở thành phố Hải Phòng. Vào thời điểm đó, hắn cũng đã kết hôn và có một cô con gái 4 tuổi. Sau khi cảnh sát tới nhà từng người thân của Dương Hưng để điều tra thông tin, họ cũng không tìm ra manh mối nào để điều tra tung tích hung thủ. Vợ của Dương Hưng tên là Lý Phiên khai với cảnh sát rằng buổi sáng hôm đó chồng cô ta đã đến chợ bán hàng ở quầy len như thường lệ. Sau khi xảy ra sự việc, Dương Hưng không bao giờ trở về nhà hay liên lạc với cô nữa. Do điều kiện điều tra còn rất hạn chế vào thời điểm đó, cảnh sát chỉ có thể sử dụng những phương pháp truyền thống và đơn giản, chẳng hạn như bố trí quan sát ở gần nhà những người thân của Dương Hưng, thực hiện công tác tư tưởng, tố giác tội phạm đối với người thân của Dương Hưng, hoặc tiến hành giám sát, rà soát, kiểm tra ở những nơi mà hắn có thể tới như họ hàng ở các huyện, tỉnh lân cận. Cảnh sát đã dán rất nhiều thông báo tìm kiếm và truy nã ở nhiều nơi trong và ngoại thành của thành phố Hải Phòng và gửi thông báo tới các tỉnh lân cận. Nhưng sau nửa tháng điều tra mở rộng, cảnh sát Hải Phòng không tìm được tung tích nghi phạm. Chắc chắn Dương Hưng đã rời khỏi Hải Phòng và biến mất vào biển người ngoài kia. Nhưng hắn đã đi đâu thì không ai biết. Vào những năm 90, phương thức thanh toán vẫn chủ yếu là tiền mặt, nên mọi giao dịch đều không để lại dấu vết gì để dò tìm như tài khoản ngân hàng bây giờ, và không cần đăng ký bằng tên thật trong chứng minh nhân dân khi mua vé tàu hay là lưu trú trong khách sạn, nên cảnh sát không cách nào có thể truy vết được tung tích Dương Hưng. Vì cảnh sát biết Dương Hưng từng buôn bán len ở Hải Phòng, hắn nhập hàng từ Chiết Giang, Nội Mông, Tân Cương và một số tỉnh khác. Dương Hưng đi nhiều nơi để lựa chọn nguồn hàng tốt mang về bán. Vì thế cũng có nhiều người quen là đối tác làm ăn ở những tỉnh này. Cảnh sát Hải Phòng đã gửi thông báo yêu cầu phối hợp điều tra cho cơ quan công an các tỉnh mà Dương Hưng từng tới trước đây khi mua hàng, và cử nhiều điều tra viên tới để theo dõi tình hình, nhưng cũng không tìm được manh mối gì. Dương Hưng giống như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất trong biển người rộng lớn. Vụ án bị đình trệ trong một thời gian. Vào tháng 4 năm 1991, tức là 1 năm đã trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra. Khi các điều tra viên đến nhà Dương Hưng trong đợt điều tra tiếp theo, họ phát hiện ra một điều. Căn nhà cũ kỹ đã khóa trái cửa. Vợ và con gái 4 tuổi của hắn ta cũng đã biến mất. Vậy cô ta và đứa trẻ đã đi đâu? Có phải họ tới chỗ Dương Hưng đang lẩn trốn để cả gia đình đoàn tụ với nhau không? Cảnh sát đã mở cuộc điều tra tới tất cả người thân, bạn bè của Dương Hưng và Lý Phiên, nhưng đều nhận được câu trả lời là họ không biết hai mẹ con Lý Phiên đã đi đâu. Khi cảnh sát trở lại khu chợ, quầy bán len của Dương Hưng lúc trước giờ đã có người khác thuê lại. Những người bán hàng bên cạnh cho biết rằng cách đây một thời gian, vợ của Dương Hưng đã đến và bán ở sạp len này. Lý Phiên thanh lý tất cả len với giá rẻ
Khi đó mọi người ở chợ cũng không ai biết ý định rời đi của Lý Phiên cả. Cô ấy chỉ nói là vướng bận còn nhỏ, chưa thể đi làm được. Hiện tại thì khó khăn, không có tiền, nên cô ấy đã sắp xếp thời gian đến chợ để bán thanh lý hết chỗ lẻ, mong thu hồi được bao nhiêu thì thu. Việc hai mẹ con Lý Phiên đột ngột biến mất một thời gian như vậy, nhưng không có họ hàng hay người thân trong gia đình cô ấy báo cáo mất tích. Điều này cho thấy, rất có thể họ đã biết việc Lý Phiên có kế hoạch rời thành phố Hải Phòng, nhưng họ không tố giác, cũng không muốn hợp tác điều tra. Giờ điều quan trọng nhất là nếu Lý Phiên đã dắt theo con gái đi tìm Dương Hưng, thì gia đình ba người sẽ ở đâu? Và làm cách nào để Dương Hưng có thể liên lạc được với Lý Phiên để lên kế hoạch bỏ đi cùng với nhau? Cảnh sát ngay lập tức cử một đội truy đuổi đến Nội Mông, Tân Cương, Thiểm Tây, Chiết Giang, đặc biệt chú ý đến những nơi có họ hàng người quen của Dương Hưng và Lý Phiên. Dán thông báo tìm kiếm một gia đình ba người, gồm có hai vợ chồng và một bé gái. Đồng thời cũng cho người theo dõi các xưởng sản xuất len sát sao, vì có thể Dương Hưng sẽ trở lại nghề cũ để kiếm sống trong quá trình chạy trốn. Nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của gia đình ba người. Thời gian trôi nhanh, với sự phát triển của Internet, điện thoại di động và thẻ ngân hàng đã trở nên phổ biến. Các phương pháp điều tra của cảnh sát cũng trở nên phong phú và dễ dàng hơn. Năm 2002 là 12 năm kể từ thời điểm xảy ra vụ án. Cảnh sát thành phố Khai Phong đã nhập thông tin danh tính của Dương Hưng vào hệ thống danh sách truy nã trực tuyến. Năm 2004, Trung Quốc có đợt gia hạn và làm mới chứng minh nhân dân hàng loạt cho các công dân. Dựa vào việc này, cảnh sát Khai Phong đã thử kiếm rất nhiều lần trên hệ thống dữ liệu, nhưng không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về việc gia đình Dương Hưng nộp đơn xin cấp chứng minh nhân dân mới. Như vậy, rất có thể những người này đã thay đổi danh tính của họ trong quá trình lẩn trốn. Và nếu đúng là vậy, thì nhiệm vụ truy tìm Dương Hưng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đã nhiều năm trôi qua, một số cảnh sát thụ lý vụ án năm đó đã nghỉ hưu, một số đã được điều động công tác nơi khác. Nhưng hồ sơ lưu trữ của vụ án sát hại một người và làm bị thương một người khác vẫn được lưu trữ đầy đủ và chuyển giao cho các điều tra viên mới. Dương Hưng không rõ tung tích kể từ khi bỏ trốn vào năm 1990. Đã hơn 20 năm trôi qua, cha mẹ Dương Hưng đều già yếu và lần lượt qua đời. Sau khi cảnh sát biết tin, họ đã hai lần mặc thường phục và lặng lẽ giám sát trong hai lễ tang của cha và mẹ Dương Hưng, cũng như vào những ngày quan trọng như ngày giỗ của họ và dịp thanh minh, đều không có kết quả. Đến mùa hè năm 2017, đã 27 năm sau khi vụ án mạng xảy ra, cảnh sát bất ngờ nhận được báo cáo từ một người bạn cũ của Dương Hưng. Anh ta cho biết, trong một lần khi anh ta đang nhập hàng ở thành phố Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang, thì vô tình nhìn thấy một người đàn ông bán quần áo ở gian hàng ngay chợ đầu mối địa phương, rất giống Dương Hưng. Cảm thấy nghi ngờ nên anh ta đã quan sát rất kỹ và thấy người đàn ông này về cả độ tuổi và ngoại hình đều rất giống Dương Hưng. Vì lúc đó người đàn ông bán quần áo mặc chiếc áo ba lỗ nên còn thấy được ông ta còn có một vết sẹo lớn trên vai trái mà Dương Hưng bị nạn nhân dùng rìu gây ra khi hai người đánh nhau. Sau khi có được manh mối mới, cảnh sát Khai Phong nhanh chóng đến ngay chợ đầu mối Dư Diêu và quan sát người đàn ông bán quần áo. Họ thấy đúng là ngoại hình của người đàn ông này quả thực rất giống Dương Hưng. Mái tóc rậm xoăn, lông mày sâu róm, mắt hai mí to. Cảnh sát bố trí lực lượng ở lại chợ theo dõi và cử một nhóm đến đồn cảnh sát địa phương để xác minh thông tin danh tính của người đàn ông khả nghi. Sau khi điều tra, xác định người buôn quần áo ở chợ đầu mối Diêu Dư tên là Trương Văn, 52 tuổi, đã kết hôn nhiều năm, có hai con. Nhưng quả thực, ông ta lại là người gốc Dư Diêu, sinh ra và lớn lên ở khu vực này. Thông tin danh tính của ông ta chưa từng thay đổi. Để chắc chắn thêm một lần nữa, cảnh sát Khai Phong đã giả làm người mua hàng để tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông này. Trong lúc nói chuyện, cố ý nói bằng giọng Khai Phong Hà Nam để thăm dò. Nhưng sau khi điều tra kỹ lưỡng, họ xác minh rằng ông ta không phải Dương Hưng mà chỉ đơn giản là một trường hợp người giống người. Thời gian cứ thế trôi đi, cho tới tháng 2 năm 2020, tức là tròn 30 năm đã trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra. Công nghệ điều tra tội phạm đã phát triển và hiện đại hơn rất nhiều. Qua việc so sánh hình ảnh trên hệ thống từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cảnh sát lại một lần nữa
tìm thấy một người có ngoại hình rất giống Dương Hực. Từ dữ liệu phân tích như các bạn thấy trên màn hình, hệ thống đã cho kết quả. Người đàn ông có tên Mã Cường, 58 tuổi, ở Tây An, Thiểm Tây, rất giống với Dương Hực, người đã bỏ trốn vào năm 1990. Sử dụng dữ liệu quét hình ảnh để so sánh hai bức ảnh. Một là của Dương Hưng từ 30 năm trước so với ảnh của Mã Cường ngày nay. Mức độ giống nhau cho kết quả lên tới 88,41%. Với tỷ lệ cao như vậy thì rõ ràng đặc điểm ngoại hình của hai người đàn ông này trùng nhau một cách khó tin. Hơn nữa, người có tên Mã Cường cũng có độ tuổi gần bằng với đối tượng truy nã. Từ dữ liệu phân tích hệ thống, cảnh sát đã họp và cho rằng khi quan sát kỹ các đặc điểm trên gương mặt như là độ cong mí mắt, cằm, sống mũi, khóe miệng, độ rộng của trán và cả chân tóc. Ngoại trừ cân nặng có vẻ tăng khá nhiều và vấn đề tuổi tác thì tất cả các nét trên gương mặt đều có tỷ lệ và vị trí rất giống nhau. Nhưng trước đó vào năm 2017 thì cảnh sát cũng đã một lần bị hẫng vì trường hợp người giống người trong trường hợp người đàn ông 52 tuổi ở Dư Diêu, Chiết Giang rồi. Nên cẩn thận và để xác minh thêm, cảnh sát đã so sánh hình ảnh của các thành viên trong gia đình Mã Cường với các thành viên trong gia đình Dương Hưng 30 năm trước. Họ phát hiện ra rằng vợ của Mã Cường hiện tại cho kết quả giống đến 91,63% với Lý Phiên. Khuôn miệng, kiểu tóc, sống mũi gần như có tỷ lệ y hệt. Đứa con 4 tuổi của Lý Phiên năm đó cũng có cùng ngày sinh với con gái của Mã Cường, chỉ khác lệch nhau năm sinh là 1 năm. Ngoài ra, trong hồ sơ hộ khẩu của gia đình này còn có một chi tiết khá kỳ lạ khác. Đó là vợ chồng Mã Cường là người Hán, quê quán là huyện Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Trong khi con gái họ lại có thông tin trên hồ sơ là thuộc dân tộc Hồi, nguyên quán ở thành phố An Khánh, tỉnh An Huy. Ngoài thông tin hộ khẩu của gia đình ba người này, họ không còn bất cứ thông tin hay người thân nào khác như cha mẹ, anh em, họ hàng. Điều này là hết sức vô lý. Điều tra thêm về thông tin và cuộc sống của Mã Cường cho thấy, ông ta đã kinh doanh ở Tây An nhiều năm, sở hữu nhiều bất động sản và có khối tài sản lớn. Mã Cường là một doanh nhân thực sự rất giàu có. Gia đình Mã Cường có nhiều công ty và họ kinh doanh nhiều lĩnh vực từ bất động sản, khai thác mỏ, cầm đồ và đồ gốm. Người đàn ông này được đánh giá là một người hiền lành, tốt bụng, từng nhiều lần ủng hộ các quỹ từ thiện của địa phương. Đời sống tình cảm cá nhân cũng đơn giản, được nhiều người quý trọng. Kiểm tra sâu hơn về quỹ đạo công việc và hành trình di chuyển của gia đình Mã Cường trong vài năm gần đây cho thấy một điều rất bất thường nữa. Đó là toàn bộ mối quan hệ xã hội và công việc của Mã Cường không liên quan gì tới Khai Phong Hà Nam. Nhưng trong 4 năm kể từ 2016, hồ sơ lưu của trạm thu phí đường bộ và vé tàu đã cho thấy Mã Cường đã đến Khai Phong rất nhiều lần. Lúc thì đi bằng ô tô, khi thì lại đi bằng tàu hỏa. Mỗi lần đến và đi khỏi Khai Phong đều là trong cùng một ngày, hoặc lâu nhất là hôm trước tới, hôm sau về. Có vẻ như rất vội vã. Nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy Mã Cường rất có thể là Dương Hưng, một nghi phạm hình sự đã chạy trốn suốt 30 năm. Từ địa chỉ đăng ký trên hồ sơ, cảnh sát đã tìm được nơi ở của Mã Cường ở Tây An. Nhưng khi đó Trung Quốc đang dốc toàn lực chống chọi với dịch Covid và cả cộng đồng nơi gia đình Mã Cường đang sống có sự quản lý rất chặt chẽ và cách ly đối với người ngoài. Để không báo động cho người khác và đảm bảo an toàn, cảnh sát gửi thông báo tới bảo vệ khu dân cư và đã triển khai các biện pháp kiểm soát tại các lối ra vào khu vực này. Đến trưa ngày 5 tháng 3 năm 2020, Mã Cường lái xe ra khỏi khu vực này. Các điều tra viên đã theo dõi chặt chẽ và thấy Mã Cường đã dừng lại ở một khu phố, rồi bước vào một tiệm cầm đồ do ông ta quản lý. Cảnh sát nhanh chóng áp sát tiệm cầm đồ này. Tại sảnh tầng 1, cảnh sát gặp vợ và con gái của Mã Cường. Trước sự xuất hiện và thẩm vấn của cảnh sát, hai mẹ con người phụ nữ này tỏ ra không hợp tác, đặc biệt là con gái Mã Cường có thái độ phản kháng rất rõ rệt. Cô nói rằng, người tốt như cha mình không bao giờ có thể là kẻ sát nhân. Sau đó cảnh sát tiếp tục lên tầng 2 và thấy Mã Cường đang ngồi ăn trên ghế sofa. Các điều tra viên đã sử dụng tiếng địa phương vùng Khai Phong Hà Nam để nói chuyện. Mã Cường rất bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười và trả lời với cảnh sát rằng, để tôi ăn xong rồi tôi sẽ theo các anh. Mã Cường nhanh chóng thừa nhận ngay, mình chính là Dương Hưng.
thái độ điềm tĩnh, hợp tác. Mã Cường cũng khai nhận vợ và con gái hiện tại của ông ta chính là hai mẹ con Lý Phiên năm 1991 đã rời khỏi Khai Phong và đoàn tụ cùng nhau. Sau khi bắt được Dương Hưng, cảnh sát đã áp giải kẻ sát nhân về Khai Phong Hà Nam và Lý Phiên cũng bị đưa về để điều tra thêm. Sau đây chúng ta sẽ nghe lời thú tội của Dương Hưng. Theo hồi ức của Dương Hưng, hắn và nạn nhân Lưu Hải Diên quen biết nhau vào đầu năm 1989. Vì hai người có cùng sở thích, tính cách hợp nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết như anh em. Họ đã góp vốn chung để kinh doanh lên và khá thuận lợi. Mọi chuyện cứ yên ổn như vậy cho tới tháng 11 năm 1989, họ nhập loại len xù về bán. Đây là một loại len mà thịnh hành vào thời điểm đó. Nhiều người mua để tự đan khăn và các xưởng sản xuất nhỏ mua cũng nhiều. Trong đợt hàng tiếp theo, người bán hàng ở Chiết Giang, vốn là người quen của Dương Hưng, đã nâng giá bán. Tuy nhiên loại len này nó đang là trend nên bán rất chạy. Vì vậy Dương Hưng đã bàn với bạn mình là dù giá nhập có cao một chút nhưng nhập cao thì mình bán cao, hoặc là mình ăn ít lãi hơn một chút trên từng con len, nhưng bán được số lượng lớn để bù vào thì lãi cũng khá lắm. Vậy nên sau khi bàn bạc, Lưu Hải Diên và Dương Hưng đã chấp nhận giá đó để nhập hàng về. Sau khi lô hàng về tới thì Lưu Hải Diên lại biết được một thông tin rằng giá bán loại len này ở Nội Mông thấp hơn là nhập từ người quen của Dương Hưng. Chính điều này khiến Lưu Hải Diên cho rằng Dương Hưng đã thông đồng với người bán, thỏa thuận riêng với nhau để giả vờ tăng giá nhằm ăn chênh lệch tiền nhập hàng. Lưu Hải Diên và Dương Hưng đã cãi nhau kịch liệt vì chuyện khúc mắc này. Sau đó thì Dương Hưng trả lại cả vốn lẫn lãi cho Lưu Hải Diên rồi đường ai nấy đi. Một thời gian sau, từ số tiền lãi được khi làm ăn chung, Lưu Hải Diên mở một quầy buôn bán dép ở trong khu chợ. Câu chuyện tưởng chừng tới đây là đã giải quyết xong, nhưng khổ nỗi là Lưu Hải Diên lại luôn rêu rao nói xấu Dương Hưng là thằng khôn lỏi, ăn chặn của bạn bè. Bất chấp việc Dương Hưng đã nhiều lần giải thích trả lại hết số tiền nhập hàng lần đó để tránh việc bị hiểu nhầm. Vì bị bêu xấu ngay ở khu chợ mình buôn bán, Dương Hưng trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn cố nín nhịn. Đến ngày 25 tháng 4 năm 1990, buổi trưa hôm đó Dương Hưng uống khá nhiều rượu với một người bạn. Khi đang quay lại gian hàng của mình trong chợ, Dương Hưng vô tình đi ngang qua quầy hàng của Lưu Hải Diên. Lúc này, Lưu Hải Diên đang đứng ngay trước quầy bán dép, nhìn thấy người bạn cũ đi qua, bèn gọi lại nói chuyện. Nhưng khi nói qua nói lại vài câu thì lại nhắc tới vụ làm ăn chung mấy tháng trước, sẵn có hơi men trong người. Lần này Dương Hưng không nhịn nữa, hai người cãi nhau kịch liệt mà bắt đầu đánh nhau. Lưu Hải Diên liền chạy vào trong gian hàng, lấy một chiếc rìu ném trúng vào vai Dương Hưng. Thấy hai bên đánh nhau giằng cò dữ dội, lúc này anh rể của nạn nhân là Vương Đức Thuận cũng từ trong quầy hàng chạy ra tình can ngăn. Nhưng Dương Hưng nhìn thấy Vương Đức Thuận chạy tới liền hoảng hốt, tưởng người này định giúp Lưu Hải Diên đánh mình. Cảm thấy mình bị thua thiệt, vừa bị đối phương chém bị thương ở vai, giờ lại bị rơi vào thế 2-1, nên tức giận rút con dao gấp vẫn dùng để cắt sợi len đâm liền vài nhát khiến Lưu Hải Diên gục ngay tại chỗ. Và sau đó tấn công Vương Đức Thuận khiến người này bị thương. Mặc dù đã uống khá nhiều, nhưng Dương Hưng vẫn nhận thức được mình đã gây ra việc nghiêm trọng. Dương Hưng vội vàng bỏ trốn khỏi hiện trường và đến nhà một người bạn. Chiều hôm đó, nghe được tin Lưu Hải Diên đã chết, hắn vô cùng hoảng loạn và hối hận, vội vàng rời khỏi thành phố Khai Phong ngay trong đêm, rồi bắt xe đến huyện Tân Hương, tỉnh Hà Nam. Trên đường đi, Dương Hưng đã ném con dao gấp gây án xuống ven đường. Trong một năm, Dương Hưng lần lượt đi qua nhiều tỉnh như Tân Cương, Chiết Giang, Thượng Hải và nhiều nơi khác, đồng thời sử dụng số tiền vài ngàn tệ mang theo để kiếm sống bằng cách buôn bán nhỏ lẻ quần áo. Vào tháng 2 năm 1991, Dương Hưng cảm thấy mình có vẻ như đã thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát, lại cảm thấy rất nhớ vợ và con gái, nên đã nghĩ ra một kế hoạch. Dương Hưng có một người bạn khá thân từ Chiết Giang, thỉnh thoảng sẽ đến Khai Phong lấy hàng. Vì người này vốn từ xa đến đây, chỉ mua hàng rồi về, anh ta không biết nhiều về tin tức địa phương, cũng không hề biết chuyện Dương Hưng giết người và đang bị truy nã. Vậy nên, Dương Hưng đã nhờ người đàn ông này đến nhà mình ở Khai Phong và nhắn cho Lý Phiên đưa con gái theo, hẹn rõ ngày nào, đi chuyến tàu nào. Dương Hưng sẽ đợi sẵn ở ga tàu để đón vợ con. Kế hoạch này thành công, ba người gặp lại nhau, nhưng sợ cảnh sát tìm tới theo dấu vết của hai mẹ con,
nên họ lại tiếp tục trốn chạy đến nhiều thành phố khác. Để lần trốn, họ thay đổi chỗ ở liên tục. Và vài năm sau đó, họ quyết định sẽ ở lại Tây An để sinh sống và làm ăn. Dương Hưng chăm chỉ làm lụng và dần dần tích lũy được nhiều tiền. Mặc dù công việc kinh doanh thuận lợi, nhưng luôn cảm thấy bất an và lo sợ sẽ bị bắt. Trong vài năm đầu, hai vợ chồng thỉnh thoảng vẫn nhắc vụ giết người năm xưa trong câu chuyện khi cảm thấy lo lắng bất an. Nhưng thời gian trôi qua, họ dần dần không còn nhắc đến chuyện đó nữa và coi nó như là một chuyện cấm kỵ. Họ cũng giữ bí mật câu chuyện này với con gái mình. Năm 1996, Dương Hưng đã bỏ ra hàng nghìn tệ. Đây là một số tiền khá lớn ở thời điểm đó để thay đổi danh tính của mình, vợ và con gái, hy vọng với danh tính mới có thể thoát khỏi quá khứ ám ảnh. Trong nhiều năm tiếp theo, vợ chồng Dương Hưng không dám liên lạc với người thân, bạn bè ở Hải Phòng. Khi con gái đã trưởng thành, Lý Phiên và Dương Hưng cũng chưa từng nói sự thật về nguyên nhân họ phải rời bỏ quê hương. Dương Hưng kể, sau khi xa quê gần 30 năm, không dám trở về quê nhà, cũng không dám liên lạc với ai ở quê. Chỉ có thể ngậm ngùi đoán rằng cha mẹ đã qua đời. Cũng không biết là cha mẹ đã mất vào khi nào. Nhiều năm trôi qua, khi tuổi tác đã lớn, hai vợ chồng Dương Hưng rất nhớ quê nhà. Mỗi lần như thế, họ đều bí mật trở về Hải Phòng, nhưng không dám về nhà, cũng không dám gặp người thân. Chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa nhìn theo. Dù đã dùng thân phận Mã Cường làm vỏ bọc, nhưng trong lòng Dương Hưng vẫn luôn bất an. Nhất là khi rảnh rỗi, lại càng cảm thấy ám ảnh nhiều hơn về tội ác của mình năm xưa, nên cố gắng cuốn mình vào vòng quay công việc cho lúc nào cũng bận rộn. Vì thế mà sự nghiệp kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Cuối cùng khi cảnh sát Khai Phong tìm đến, trong lòng Dương Hưng không một chút phản kháng nào. Thay vào đó, Dương Hưng chỉ thở dài, nói cảm giác như chút được một gánh nặng trong lòng. Bản thân cảm thấy rất có lỗi với nạn nhân và gia đình của người gặp nạn. Dù là không cố ý, nhưng trong lúc phản kháng đã khiến nạn nhân mất mạng. Lúc xưa Dương Hưng bỏ trốn vì con gái còn nhỏ, sợ rằng nếu mình bị xử tử, vợ con sẽ không có ai lo toan. Giờ con gái đã trưởng thành, Dương Hưng nói đã sẵn sàng đền tội và rất muốn dùng tài sản của mình để bù đắp cho gia đình hai nạn nhân. Dương Hưng đã bị bắt sau 30 năm lẩn trốn. Lý Phiên cũng bị khởi tố với hành vi che giấu tội phạm, nhưng được cho phép tại ngoại chờ xét xử. Sau khi Dương Hưng bị bắt, luật sư đã tư vấn cho Dương Hưng và gia đình của hai nạn nhân trong vụ việc ký hợp đồng thỏa thuận hòa giải vào tháng 8 năm 2020. Trong đó, gia đình của Dương Hưng đã bồi thường 1,6 triệu nhân dân tệ cho gia đình của Lưu Hải Diên, số tiền này khoảng hơn 5 tỷ tiền Mỹ, và bồi thường 50.000 nhân dân tệ cho gia đình của Vương Đức Thuận là người bị thương trong vụ án, đồng thời đạt được sự tha thứ từ phía họ. Bản thỏa thuận có nêu rõ, hai bên ban đầu là bạn bè, hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau, họ có mối quan hệ tốt và không có hận thù. Mâu thuẫn giữa hai người là do chuyện làm ăn buôn bán chung rồi xô xát dẫn tới án mạng. Sau nhiều năm, tâm lý hai bên đều đã bình tĩnh trở lại và đồng ý hòa giải, không truy tố kiện cáo. Bản thỏa thuận này đã được các bên ký và điểm chỉ vào như các bạn đã thấy trên hình. Tuy nhiên, Viện Kiểm soát thành phố Khai Phong cho rằng, nghi phạm hình sự Dương Hưng đã dùng thủ đoạn bạo lực để tước đoạt mạng sống của người khác, gây hậu quả nghiêm trọng là một người chết và một người bị thương. Viện Kiểm sát Nhân dân đã xem xét và chuẩn bị khởi tố. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, luật sư bào chữa cho Dương Hưng đã gửi yêu cầu lấy ý kiến về việc không truy tố và xét xử công khai cho Tòa án Khai Phong với nội dung sau. Các nhân chứng có mặt ở khu chợ vào ngày 25 tháng 4 năm 1990 đều xác nhận rằng nạn nhân đã dùng rìu tấn công trước, sau đó bị Dương Hưng rút dao gấp tấn công lại. Luật sư cho rằng trong trường hợp này, Dương Hưng đã phòng vệ chính đáng, bởi vì nếu không, rất có thể Dương Hưng sẽ là người chết. Sau nhiều phiên xét xử, cho thấy gia đình hai nạn nhân Lưu Hải Diên và Vương Đức Thuận đã đồng ý tha thứ cho Dương Hưng. Nạn nhân cũng có một phần lỗi khi tấn công trước. Đồng thời gia đình Dương Hưng cũng đã bồi thường cho cả hai gia đình nạn nhân, nên cuối cùng tòa án tuyên án Dương Hưng 10 năm tù và Lý Phiên nhận án tù treo về việc che giấu không tố giác tội phạm. Trong vụ án này, nguyên nhân gây ra án mạng là từ mâu thuẫn trong kinh doanh, làm ăn chung giữa bạn bè với nhau, rồi xảy ra khúc mắc về tiền bạc. Tuy chuyện tiền nong đã được giải quyết xong xuôi, nhưng tình cảm giữa hai bên thì đã sứt mẻ một cách nghiêm trọng, không thể cứu vãn.
Tất nhiên là vụ án khi xảy ra thì cả hai bên đều có lỗi, còn nặng nhẹ như thế nào thì tùy vào góc độ nhìn của mỗi người. Nhưng điều đáng nói là khi sự giận dữ chiếm hữu và quyết định giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, dù là chủ động đánh người ta hay là bị người ta đánh thì cỡ nào cũng lỗ hết, đúng không các bạn? Như trong sự việc này thì nạn nhân đã chủ động tấn công Dương Hưng trước, nhưng cuối cùng chính bản thân anh ta lại thiệt mạng, để lại gia đình, bố mẹ già, con nhỏ. Còn hung thủ thì 30 năm chạy trốn, lúc nào cũng sống trong sự lo sợ, không dám về quê, không dám liên lạc với gia đình, bố mẹ mất cũng không dám về chịu tang. Chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi những lo lắng về một ngày sẽ bị bắt. 30 năm cô độc xa quê, một sự nghiệp thành công, trở thành một triệu phú, nhưng cuộc sống của anh ta chưa bao giờ là trọn vẹn. Giận dữ là một cảm xúc bình thường mà mọi người đều trải qua trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu thấy cơn tức giận của mình chuyển sang những biểu hiện tiêu cực như gây hấn hoặc bộc phát, bạn cần tìm những cách giải quyết cơn giận dữ của mình một cách ổn thỏa và nhẹ nhàng nhất. Có rất nhiều cách khống chế cơn giận dữ như hít thở sâu, viết ra những điều bản thân cảm thấy tức giận, nghe nhạc hay ra ngoài đi dạo cho thư thả, hoặc đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn tức giận bằng mọi cách, ví dụ như đếm từ 1 đến 100. Thực ra, việc giải tỏa năng lượng tiêu cực của cơn giận cũng đem lại một số lợi ích nhất định. Tìm cách xoa dịu cơn tức giận dù chỉ trong thời gian ngắn có thể giúp chúng ta cân bằng được cảm xúc của mình, cũng như sẵn sàng giải quyết tình huống này một lần nữa, cho tâm trí mình bình tĩnh hơn và hoàn toàn tỉnh táo. Mà các bạn có biết, khi mà Duy cảm thấy không thể kiềm chế được cơn tức giận nữa thì Duy làm thế nào không? Bắt đầu dọn dẹp cất đi những thứ dễ hỏng hóc và có giá trị đối với bản thân như điện thoại, laptop, iPad, v.v. Để lỡ mà có quá tay thì cũng không bị đau ví đấy các bạn. Cơ mà cái tính của Duy thì giận gì cũng nhanh nguôi lắm, nên nhiều khi loay hoay cất xong đồ là cũng hết giận mất tiêu rồi. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.